Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tố Lê đang có mặt tại công viên hoa của thành phố Tuy Hòa. Đây là Tố Lê tạm gọi là công viên hoa. Tại Tố Lê mới hỏi thăm một số anh chị bán ở hàng ở phía trước thì nói là công viên hoa. Công viên hoa này nằm ở trên đường Hùng Vương của thành phố Tuy Hòa. Và đây cũng có thể là lần đầu tiên mà Tố Lê đến thành phố Tuy Hòa vào ngày mùng 6 Tết. Nhìn cái cảnh quan như thế này thì gia đình Tố Lê đang trên đường á, không nghĩ là ở đây lại có một cái công viên hoa mà nó đẹp mà nó lớn như thế này. Cho nên cả nhà dừng lại để chụp hình. Sẵn tiện á, Tố Lê quay luôn cái cảnh quan ở đây cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Tố Lê cũng chưa có rành, không có hiểu biết nhiều về cái địa phận của Tuy Hòa. Cho nên nếu trong video mà Tố Lê có nói những cái thông tin gì mà nó chưa chính xác thì mong là cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Tố Lê chỉ là đơn giản chỉ muốn quay những cái cảnh quan của một cái công viên ngày Tết tại thành phố Tuy Hòa, gửi đến cả nhà, nhất là những bà con đi xe quê, những bà con chưa có đặt chân đến Tuy Hòa bao giờ thì cũng biết được là tại thành phố Tuy Hòa những ngày Tết thì có một cái công viên lớn như thế này. Đây là một cái cổng đi vào có cái tên là Tết Nhâm Dần. Ở đây họ trang trí rất là đặc biệt. Thôi thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vào trong công viên tham quan cùng với gia đình Tố Lê nha. Đây là những chậu hoa được trang trí ở phía trước công viên nha. Cái này thì nó rất là cao. Tạm thời thì Tố Lê chỉ quay cái phần hoa thấp thấp ở dưới này thôi. Ở đây thì gồm có hoa trạng nguyên nè, rất là nhiều hoa sống đời đủ màu. Ô, nó quá trời là đẹp luôn. Ở một cái góc nào mà Tố Lê cũng thấy đẹp hết. Ở phía thấp thấp hơn là có rất là nhiều loại hoa cúc, hoa màu gà. Đây là có hoa cúc, gọi là hoa cúc gì quên mất cái tên rồi. Cái này là hoa cúc gì tôi quên rồi Bảo. Hoa cúc gì mà nhà mình có mà quên mất rồi. Hoa cúc Đà Lạt hả? Không, hoa cúc mâm xôi. Bây giờ tôi lên mới nhớ ra. Đây là một giỏ hoa màu gà. Trời ơi, đẹp quá cho nên Tố Lê cũng quên luôn. Bên trong này rất là nhiều hoa. Trời ơi, hoa nhiều quá đi. Đây, quá nhiều hoa luôn. Bên này nữa, bên này nữa. Anh quay thấp thấp dưới này nè. Đây là ngay tại cái cổng chèo. Ngay tại cái cổng chèo đó mình bước vào cái công viên. Hôm nay Tố Lê đến đây là mùng 6 Tết thì nhưng mà nhìn hoa nó vẫn đẹp. Nếu như mà Tố Lê đi sớm hơn nữa thì Tố Lê nghĩ là ở đây nó rực rỡ hơn nhiều. Quá nhiều ha. Ôi đẹp quá. Sáng nay Tố Lê có dự định là đến chùa chứ không có dự định là đến đây để tham quan cảnh quan ở đây. Mà không ngờ thì đến đây trời mưa. Cho nên cuối cùng Tố Lê lại không có mặc áo dài được, phải mặc bộ đồ tây này. Chứ không có định là đến đây tham quan này chứ. Đẹp quá. Rồi, thôi thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong cổng nha. Vào bước vào trong cùng với Tố Lê. Bây giờ thì cả gia đình Tố Lê bước vào cổng nha. Xung quanh hai bên cổng là hai cái hàng hoa lan. Sáng nay đi Tuy Hòa thì Tố Lê đi với mẹ với lại một đứa em Tố Em á, với hai đứa cháu. Thì đây là những cái trụ hoa lan ngay cái cổng bước vào. Ồ, gọi là cây hoa lan luôn, nó quá nhiều hoa lan luôn. Thank you.
bước vào trong này thì có quá là nhiều hoa, nhưng mà ở đây được cái là họ thiết kế xem mà đẹp, nhìn mà lộng lẫy lắm. Lúc nãy giờ chị em Tô Lê cứ nói là trời ơi biết gì hả, là đi ra Tuy Hòa sớm hơn chứ không đợi hôm nay là ngày mùng 6 mới ra. Đi đi vòng vòng bên đây. Ở đây thì có rất nhiều anh chị đang chụp hình check-in tại đây. Đây họ thiết kế rất là đẹp. Họ làm từng ô từng ô. Ở phía dưới này là hoa cúc, hoa vạn thọ. Ngày Tết mà mình nhìn cái hoa màu vàng, hoa màu đỏ là mình đã thấy rực rỡ lắm rồi. Ồ, cái này là hoa gì quên mất rồi, hoa lê ơn hả? Đẹp quá. Phòng bên này là có hai cái trụ hoa lan. Mấy đứng vào trong nè. Đẹp quá. Rồi, tiếp tục đi. Đây là chỉ một cái khu ở phía trước, ngay từ cổng bước vào thôi. Rất là nhiều hoa. Cô nè. Ồ, đẹp quá. Bạn đi lâu đi xem. Tạo dáng. Quá đẹp. Thôi mình đừng có lấy ra sợ bị lê đó. Chờ chờ cho ai chứ bấy. Ôi, mấy cái hoa này nè. Trời ơi, con ghiền cái hoa này ghê má. Chứng tỏ là hoa Tuy Hòa năm nay quá đẹp so với ở mình đó má ha. Quá đẹp luôn. Ồ, cái này là hoa cúc nè. Hoa cúc này mình thường thích nhất nè. À. Hoa dạ thảo. Hoa đây hoa dạ thảo nè. Quá trời đẹp luôn, con hoa lan nè. Ôi, đủ màu hết á. Khi mình bước từ cổng vào á thì đập vào mắt mình cái đầu tiên là hình ảnh chú cọp. Thì cũng dễ hiểu thôi, năm nay là năm Nhâm Dần thì cái tượng biểu tượng của hình con cọp thì là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên cái hình con cọp ở đây họ trang trí rất là đẹp. Đây, một con cọp màu vàng á. Phía dưới là toàn là hoa, bao le là hoa luôn. À, tôi lên mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi vòng 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 theo cái vòng hoa này nha. Đây, bao nhiêu là hoa. Phía dưới của chú cọp. Chú cọp năm nay rất là hạnh phúc luôn á. Đứng ở trên cao mà dưới bao nhiêu là hoa. Sáng nay đến đây thì mình thấy khách cũng đến đây cũng rất là đông. Cái thứ gọi đây là cái công viên hoa mà rất là đẹp mà Tố Lê đã từng thấy nè. Ừ, quá đẹp luôn á. Đứng ngay cái đuôi, đứng ngay cái đuôi nữa đó. À. Phía bên này là cái đuôi của chú cọp. À, chú cọp năm này á, năm Nhâm Dần này cái đuôi chú cọp nó lẻ hơn rồi nha. Đuôi dài mà to nữa. Anh Bảo quay dùm cái mông cọp luôn Bảo. Hai cái đùi của chú cọp rất là lớn. Quá trời đẹp luôn. Tôi xíu mấy đứng đây mới chụp hình chút. Thank you.
Rồi đến đây là để hết cái vòng xoay của cái vòng cung hoa ở dưới chân của cọp. Đâu có đeo vào đây, mấy cái mén đi. Cái đó, cái đó. Đẹp quá mà qua giờ hết rồi làng 2 video coi. Đẹp lắm mọi người ơi, hoa lộng lẫy luôn. Chắc chắn là năm sau thì gia đình của tôi Lê sẽ đến Tuy Hòa sớm hơn. Tình cờ thì Mỹ Tố Lê đến Tuy Hòa cũng cái duyên lắm, cho nên mới gặp một số cô chị đang chụp hình ở đây. Cho nên Mỹ của Tố Lê cũng làm quen và về chụp ảnh tại đây. Mấy xin số điện thoại của mấy cô đi để mình có thể liên hệ. Dạ. Nữa. Đây, Tố Lê sẽ đưa cô chú đi vào bên trong cái cổng hoa này nha. Nhìn ở phía xe kia thì rất là đẹp, đẹp lắm luôn. Rồi, bây giờ mình đi tiếp. Đây nè, lại đi đốt tay thiệt. Tố Lê không thể nào mà đi quay lưng được, Tố Lê phải đứng đi như thế này nè. Tại hoa nó quá đẹp đi. Dạ. Không biết là cameraman có quay hết những cái lẵng hoa này không? Cameraman cố gắng quay cho hết mấy cái hoa nha. Đi bình thường. Đây. Ồ, sao nó đẹp dữ dằn vậy má? Béo le là hoa. Do cái thiết kế của họ nó đẹp, do cái thiết kế của họ từng cái lẵng hoa, từng cái chậu hoa, rồi cái màu sơn nữa nó phù hợp. Chứ thực ra thì cũng là hoa cúc, hoa màu gà, hoa dạ thảo, cũng là mấy cái màu chung chung vậy thôi. Nhưng mà nhìn tổng quan nó rất là đẹp luôn. Béo le lại ha. Hồi trước kia thì Tố Lê có đi Đà Lạt thì hoa tại Đà Lạt cũng rất là đẹp, nhưng mà Tố Lê hiện tại bây giờ thì chưa có dịp đi lại Đà Lạt lại. Nhưng mà tính đến thời điểm mấy năm gần đây thì đây là cái công viên hoa mà Tố Lê từng thấy đẹp. Đẹp quá hả? Ôi sao mà đẹp dữ gì nè. Đẹp lắm luôn. Từng chậu. Ở đây hoa đẹp quá má ha. Ôi đẹp lắm. Rồi Tố Lê lại tiếp tục đi nha. Tiếp tục. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là một cái lối đi. Tuy nhiên á, họ trang trí một dãy hoa bên này, phía trước lại một dãy hoa bên kia, chính giữa là cả một đường hoa như thế này nữa. Tôi lê đi bên kia thì tiếp bên này, phải chạy quay bên này. Rồi quay bên này thì nghĩ bên kia không có trong cái video, cho nên phải chạy quay tiếp. Đó, con đường này nó khá rộng, cũng phải là 4-5 mét á. Quá đẹp. Sáng nay á, biết đi quay hoa, cho nên cũng giống như những video trước, năm hôm nay thì tôi lên mặc đồ chìm hơn. Tại nào hôm nay là hoa nó quá đẹp, không thể nào mà mặc đồ nổi hơn hoa được. Rồi đến đây là hết cái con đường của hoa. Bây giờ đến cái khu vực này nữa nè. Nghe cháu của tôi Lê nói là phía dưới đó nó cũng rất là đẹp luôn. Thôi thì tôi Lê cũng rất là tò mò, tôi Lê là tiếp tục đi nha. Đây là cái biểu tượng của thành phố Tuy Hòa. Ở dưới xung quanh là hoa trạng nguyên, hoa cúc. À, đây là cái biểu tượng của thành phố Tuy Hòa luôn nè. Chắc phía xe xe kia là cái, đây là cái quảng trường của thành phố Tuy Hòa. Tôi Lê nghĩ là vậy. Về ở đây thì họ trang trí hoa, công viên hoa cho ngày Tết. Cái xe xe kia cũng rất là rộng kìa. Ủa xe biết hay vậy? Nhìn xe thì biết rồi. Em ở đâu? Dạ. Em ở đâu? Em Thuận á. Ồ gì hả? Ồ trời ơi đó. Quay bên này, tôi Lê thấy quay bên này nó đặc biệt hơn là ở bên kia nữa kìa. Ở đây là những cái chậu hoa, hoa cỏ tranh á, nhưng mà hoa thiệt nha. Mới nhìn mình tưởng là hoa giả, nhưng ở đây là hoa tranh thiệt nè. Xem mà đẹp quá đó, trời đẹp luôn nè. Ở đây thì nó có cái gánh hoa. Thôi thì tôi lên gánh thử nha. Đẹp quá. Ai mua hoa? Hoa rẻ, hoa ế, hoa hết hạn sử dụng đây. Bây giờ tôi lên là tiếp tục đi nha. Từ từ anh đi qua bên này đi. Dọc hai cái lối đi này bao la là cỏ tranh ha. Cái cảnh này nó giống như là cảnh thiên nhiên ở bên trên, trên vườn, ở trên đồng á. Nó đẹp tự nhiên. À, trong nhiều video á, thực tình tôi Lê cũng không biết diễn tả như thế nào. Cái lần tôi Lê tâm sự là học văn cái năm 4-5 điểm à. Cho nên cô chú anh chị và các bạn thương yêu tôi Lê thì xem giùm nha. Chứ cái những từ tôi Lê dùng không có chính xác, có thể là không diễn tả hết được những cái đẹp của hoa ở đây. Rồi bên này nữa. Ngay cái lối này thì cũng hai bên là hai cái vàng hoa rất là lớn. Nhưng mà chắc là anh cameraman chỉ quay được một bên thôi, chứ cái này nó quá là rộng luôn.
Nơi này là hoa hướng dương. Anh có thấy hết cảnh không? Ô, phía trên là trang trí những cái nón. Mẹ ở đây gió á, cho nên cái nón nó đung đưa như thế này nè. Ô, quá trời đẹp luôn. Tố Lê đang đứng tại địa phận của thành phố Tuy Hòa, thuộc tỉnh Phú Yên. Ô trời ơi, bên này này nó đẹp dữ dằn luôn nè. Bên này thì hoa đủ màu sắc luôn nè. Hoa hồng, hoa kem, hoa trắng, hoa tím. Đủ màu. Mé chụp hình bên này đi. Hoa này là hoa cẩm tú nè. Đây là một cái cổng ở phía trước này mà không biết đường này là đường nào. Con đường này đường nào gì Nam? Hai. Chỉ cần thiết kế cái số thôi là mình đã thấy đẹp rồi. Quá trời đẹp. Chắc là ai cũng vậy thôi. Khi mà đến lạc vào cái vườn công viên hoa như thế này thì ai cũng giống như Tố Lê, cũng phải mãi mê say với cái những cái hoa đẹp ở đây. Đây bên này rất là đẹp. Ở đây thì Tố Lê thấy gắn điện rất là nhiều. Tố Lê nghĩ là ban đêm ở đây chắc cũng đẹp lắm nè. Đây nè, bóng điện gắn, bóng điện nhiều lắm. Ở đây thì họ trang trí những cái nón ở trên cao á, mà khi gió nó thổi thì cái nón này nó đung đưa. Nhưng mà khi Tố Lê nhìn kỹ thì dưới cái nón á là có cái bóng điện màu ở đó. Mỗi nón là mỗi màu, có màu trắng, màu vàng, màu xanh. Tố Lê nghĩ là khi mà thành phố lên đèn á thì ở đây sẽ rất là đẹp. Hôm nay gia đình Tố Lê đi đến thành phố Tuy Hòa thì trời đang mưa. Cũng may là mưa nó cũng không có lớn lắm, cho nên mình vẫn đi chụp hình được, vẫn đi quay phim được. Tuy nhiên Tố Lê nghĩ là trong cái hình ảnh có thể là nó không có được sáng sủa như những ngày nắng ấm.
Đây là cái cảnh quan chung mà tôi lên đứng từ xa quay đến. Tôi Lê cũng không nghĩ là ở Tuy Hòa mà có một cái vườn hoa mà đẹp như thế này. Chứng tỏ là ở Tuy Hòa ăn Tết rất là kỹ, rất là chỉnh chu, đón năm mới. Đây là cái lối đi, hai bên là hoa. Tối em đang làm người mẫu ở phía trước. Đây là một vườn hoa của hoa hướng dương. Ở phía bên trong thì có mấy cái nhà tranh. Thì tôi Lê với mẹ cũng muốn đến đó. Con chụp đi. Đi lên cầu. Đây là cái mái nhà tranh. Nhìn này, cái nhà này nhớ lại ngày xưa hả má? Ngày xưa nhà mình còn nhỏ xíu ở ngoài đảo, ở cũng ở cái nhà tranh như thế này nè. Đây. Ở đây là xuân Nhâm Dần 2022. Phía dưới là bao la là hoa cúc. Góc đây thì có biểu tượng của hai chú cọp con rất là dễ thương. Ngay tại đây thì có hai cái cây mai. Mai này được kết từ những cái hoa mai rẻ thôi, nhưng mà nó đẹp quá ha. Dạ. Ở đây thì thiết kế cái bàn tre nữa nè. Ở đây thiết kế đơn sơ mộc mạc mà đẹp. Rồi con với mé cho chụp hình. Cái góc này là tôi Lê nãy quay rồi đúng không? Giờ muốn quay lại. Ô oh. Dạ, về đó là toàn cái cảnh quan của công viên hoa tại thành phố Tuy Hòa. Bây giờ thì mưa nó nặng hạt hơn, gió nhiều hơn. Thôi thì Tô Lê cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã đón xem và luôn ủng hộ kênh YouTube của Tô Lê. Tô Lê vẫn biết là mình làm chưa có được xuất sắc, nhưng mà được sự yêu mến của cô chú, anh chị và các bạn. Đó là cái động lực mà Tô Lê làm rất là nhiều video. Năm mới thì tôi Lê xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương và vạn sự như ý. Thôi thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.